Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn như các bạn cái cách mà để tạo ba cái phần vùng để boot cho máy tính, hay nói cách khác là tạo ba cái phần vùng để mà cài cái Windows chuẩn UEFI. Thì Legacy với lại UEFI thì mình cũng đã nói từ rất là lâu rồi. Những cái bài viết trước thì mình cũng đã có nói rồi, bây giờ là không nói lại nữa. Và ba cái phần vùng này là ba cái phần vùng gì? Thế thì hôm nay mình sẽ đi chi tiết luôn. Vậy thì ở trong cái Windows UEFI thì nó có ba cái phần vùng chính, đó là phần vùng UEFI là cái phần vùng dùng để chứa tất cả những cái file mà các bạn nạp hệ điều hành vào, có nghĩa là những cái file dùng để load hệ điều hành á là nó chứa trong cái phần vùng UEFI. Còn hai cái phần vùng còn lại là phần vùng recovery, đó là phần vùng dùng để chứa những cái công cụ và những cái tool để mà các bạn khôi phục lại, ví dụ như là ở mà cái hệ điều hành của các bạn chạy không được hoặc là không vào được máy tính, không có lên được Windows, thì cái phần vùng này có nhiệm vụ là khôi phục lại cái trạng thái ban đầu của máy tính. Và cái phần vùng thứ ba là cái phần vùng MSR, là dành riêng cho những cái máy mà chạy hệ điều hành Windows, và nó có những cái tool chuyên biệt của Microsoft để khôi phục lại cái hệ điều hành. Và đối với những cái hệ điều hành như là Linux hoặc là macOS thì nó không có cái phần vùng này và nó có một cái vùng khác. Thế thì tóm lại đó là có ba cái phần vùng, đó là một cái phần vùng dùng để ta nạp hệ điều hành, có nghĩa là phần vùng chứa những cái file cần thiết để nạp hệ điều hành, một cái phần vùng dùng để khôi phục lại cái trạng thái hệ ban đầu khi mà hệ thống mình nó có sự cố, và cái phần vùng thứ ba là chứa những cái công cụ chuyên biệt của hệ điều hành hoặc là của cái nhà sản xuất hệ điều hành, như là Microsoft nó có những cái tool riêng để khôi phục Windows, hoặc là Apple nó có cái tool riêng để khôi phục macOS. Vậy thì bây giờ chúng ta đi vào chi tiết luôn. Và cái bây giờ mình làm lại từ đầu luôn nhé. Hồi nãy là gì, do cái ổ cứng này là mình set sẵn là GPT rồi, cho nên là nó hơi bị khó một chút. Với lại mình đã mở sẵn phần mềm Minitool rồi. Và một cái điều lưu ý nữa đó là muốn tạo được thì các bạn phải có một cái USB boot. Thì cái USB boot như thế nào thì thực chất nó là một cái file, một cái USB dùng có chứa một cái hệ điều hành thu nhỏ để các bạn thao tác với nó và xử lý những cái công cụ, ví dụ như là nạp hệ điều hành hoặc là cài khôi phục lại máy tính, hoặc là ví dụ nhớ các bạn mà có quên password thì có thể dùng cái USB có thể khôi phục lại cái password hoặc giải quyết những cái vấn đề khi máy tính nó gặp sự cố. Vậy thì cái USB boot này thì cái link down về như thế nào thì mình sẽ để cuối bài, và nhiệm vụ các bạn là dùng làm để hướng dẫn để nạp cái những cái phần boot vào trong cái USB của bạn. Và trong cái bộ USB boot thì nó có sẵn cái Minitool rồi, Minitool Protection, thì cái công cụ duy nhất để mà làm chỉ có Minitool Protection thôi. Đó. Ban đầu á là hồi nãy thì mình cũng có nói rồi, hồi nãy mình cũng có nói là cái máy tính á, là thường là hồi nãy mình cũng có nói rồi là do hồi nãy mình cố tình mình chuyển qua GPT đó. Cái thực chất là khi mà mới mua cái ổ cứng máy tính về là ổ cứng nó trống trơn, và thường là người sử dụng máy tính á, là người mà sản xuất ra cái ổ cứng máy tính là họ để sẵn chế độ Legacy BIOS, chứ họ không có tự đồng hồ chuyển GPT cho mình. Cho nên là nhiệm vụ của mình về là mình phải tự mình chuyển qua GPT. Chuyển cũng đơn giản thôi, bạn kích chuột phải vào cái disk này nè. Disk 1 này là cái ổ cứng của máy tính mình, nó mới tinh tinh luôn. Ổ này là do cái máy ảo nè, cho nên là mình mới cài Windows 10 để mình test. Bây giờ là mình xóa hết tất cả để mình mô phỏng cho các bạn, cho các bạn dễ làm, chứ mình mà để nguyên đóng bùi nhùi đó các bạn sẽ khó. Hồi nãy là GPT sẵn rồi, bây giờ là mình để là MB, bây giờ mình set lại MBR để mình làm lại từ đầu luôn. Và nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là kích phải vào cái disk 1 này, các bạn chọn convert MBR to GPT xong rồi, sau đó các bạn apply thôi, bạn bấm Z thôi là nó tự nó chuyển từ cái ổ chuẩn MBR sang chuẩn GPT, thế là xong. Vậy thì nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta tạo cái phần vùng EFI, là có nghĩa là phần vùng chứa cái bộ mà dùng để nạp hệ điều hành, có nghĩa là cái bộ để mở khởi động hệ điều hành.
Thì Legacy thì cứ những cái file nạp này nó nằm trong với lại cái Odyssey rồi, cho nên là nó rất là lộn xộn. Còn riêng UEFI thì nó rất là rõ ràng hơn so với lại GPT. Thì có nghĩa là cái phân vùng mà Windows nó sẽ nằm riêng, và cái phân vùng chứa hệ điều hành, cái phân vùng nạp hệ điều hành nó nằm riêng, và cái phân vùng chứa hệ điều hành nó nằm riêng. Và đó là nó khi mà nạp là nó chỉ nạp một cái phân vùng chứa cái file nạp thôi, chứ nó không có nạp thẳng vào cái phân vùng Windows. Do đó là ví dụ như lỡ mình vô tình mình vọc mạch thì nó khó hơn, hoặc là virus nó khó thâm nhập. Thì những cái vấn đề này thì mình cũng đã viết ở trong cái bài viết của mình rồi, do đó là không có nói lại làm gì nữa. Thế thì mình tạo cái phân vùng EFI trước, là cái phân vùng nạp hệ điều hành trước. Mình kích phải vào đây, mình chọn Create đây. Và lưu ý một chút đó là cái phân vùng mà dùng để nạp hệ điều hành là thông thường là FAT32, bởi vì hệ điều hành là không, hệ điều hành là không thể nạp trên cái chuẩn NTFS được. Hệ điều hành chỉ nạp trên cái chuẩn FAT32 thôi. Tất cả mọi hệ điều hành từ cổ chí kim, từ Windows 1 chấm đến Windows 10 là đều nạp theo chuẩn FAT32 hết. Và cái chuẩn UEFI này cũng vậy, cũng nạp một tí cái chuẩn FAT32, do đó là mình để FAT32. Ở đây là Require Letter mình không set, và File System là mình set là FAT32. Và ở đây là mình set là thường thường là cái ổ mà dùng để nạp hệ điều hành nó chiếm rất là ít, nó chỉ vài trăm mê thôi, do đó là mình set ở đây là cái con số an toàn là 150 đến 200, và mình nhập vào đây là 200 mê là con số an toàn. Đấy, đã tạo xong cái phân vùng EFI rồi. Vậy thì mình chỉ set thôi, mình kích phải vào cái phân vùng vừa mới tạo. Xong rồi mình chọn Change Partition Type ID. Mình set ở đây là EFI System Partition. Xong rồi mình bấm Z. Đấy, các phần vùng kia mình cũng làm tương tự như vậy. Và mình để im cái file system, và mình đừng có set write better nữa là xong. Cái phần vùng recovery là mình set là 600. Làm tương tự như cái hồi nãy thôi, cũng kích phải, cũng vào chain partition để set cho thuộc cái loại nào. Ở đây thì mình set là recovery partition environment, win recovery environment đây. Yes, bên kia cũng làm tương tự vậy luôn. Đây, và cái phần vùng của Microsoft phải set là 800, bởi vì là Microsoft nhiều cái tool càng về sau nó càng chiếm dữ dội hơn, sau lại hệ điều hành như là Linux rồi đây. Rồi cái Partition Type ID này mình set là Microsoft Reserve. Vậy là chúng ta đã set xong ba cái phân vùng chính của chuẩn UEFI rồi. Và chúng ta bấm Apply rồi bấm Z cho nó chạy thôi, bây giờ nó đang chạy đó. Do cái máy mình đó là gì, xài SSD cho nên là cái tốc độ nó nhanh. Chứ những cái máy mà chạy HDD thì cái tốc độ nó chậm hơn chút. Và cũng tùy thuộc vào cái cấu hình máy tính cũng như là cái hệ điều hành, cũng sorry cũng hay cũng như là cái ổ cứng của bạn dùng. Ổ cứng mà dùng HDD thì nó chậm hơn một chút. Như chẳng hạn như là cái máy tính bàn của mình thì cái cấu hình máy tính bàn của mình trong cái quá trình chạy nó chậm, bởi vì là mình dùng cái ổ cứng HDD chứ mình không dùng SSD cho nên là nó chậm. Và việc cần làm là chỉ có ngồi đợi thôi. Cái chạy cũng nhanh. Đấy, nó đang chạy nó gần xong rồi đó. Cái thanh này nó chạy gần xong rồi. Ngồi đợi thôi. Đấy, nó xong rồi đó. Updating information là nó đã chạy xong rồi, nó ghi successfully. Và bây giờ chúng ta tạo nhân vật chính nữa.
Nhân vật chính là nhiều hay là ít gì tùy mình. Nhân vật chính ở đây là Odyssey đó. Thì các bạn ở đây là Odyssey, do ở đây là mình dùng cái USB book là nó mặc định nó để là C USB data rồi. Nhưng mà đối với những cái máy tính thật á, mình ở đây mình đang dùng máy ảo chứ mình dùng máy thật thì ở đây là cái drive letter là ở đây là OC rồi, mình chọn OC rồi mình bấm OK. Còn cái partition size này là bạn cứ để im là gigabyte và bao nhiêu, bạn muốn bao nhiêu GB là tùy bạn, tùy theo cái nhu cầu sử dụng của bạn. Rồi sau đó bạn OK và bạn chỉ bấm apply và đợi cho nó chạy thôi. Rất là đơn giản. Vậy thì sau khi chạy xong thì chúng ta đã có bốn cái phân vùng. Và việc cần làm của các bạn là các bạn chỉ cài Win vào và không hề suy nghĩ. Còn nếu như mà bạn nào mà dùng, bạn nào mà cài Windows theo cái, trên cái đĩa ISO của Microsoft á, thì các bạn khỏi cần set phân vùng như thế này, các bạn tự làm cũng được. Các bạn nó bởi vì nó tự động nó set hết cho các bạn rồi chứ không cần phải set thủ công như thế này. Set thủ công nó chỉ dành cho những cái máy nào mà dùng gót với lại những cái bạn nào để muốn đỡ mất thì giờ thôi. Ok, vậy thì cái video của mình đến đây là hết và chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đừng quên subscribe kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.